Quý vị và các bạn thấy mô hình gia chim cô gái non của trại chim Vũ Văn Thao thuộc địa chỉ xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và các bạn thấy đây là cái trứng nó nở con. Đây là trứng nở con. Đó. Và các bạn thấy đấy, mình ra những chú chim non như vậy để phục vụ cho các bạn. Đây là bố mẹ, là bố mẹ Nhật. Vành đen là cổ, còn trứng là trứng của cu ta. Quý vị các bạn mua chim giống liên hệ 0163 5305 982. Tìm hiểu trên kênh Facebook là Chim Cô Gái Hay và trên YouTube là Chim Cô Gái Hay. Mọi thông tin chi tiết liên hệ gặp anh Thao 0163 5305 982. Cảm ơn các bác, các cụ đã quan tâm kênh Chim Cô Gái của mình. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một vườn chim cu gáy của anh Vũ Văn Thao với cái biệt danh trên YouTube là Chim Cu Gáy Hay và trên Facebook là Chim Cu Gáy Hay. Zalo và số điện thoại liên lạc là 0163 5305 982. Thì quý vị các bạn có thể thấy là đây là cái mô hình chăn nuôi để phục vụ các cụ, các bác cao tuổi. Những ai đã và đang nuôi, thích, yêu thích, đam mê chim cu gáy. Thì về cơ bản, chiều dài nó rơi vào khoảng 100 mét như thế này. Là 100 mét. Và mỗi một dãy, một cái đợt bờ lô kia là nuôi được 8 con. Các bạn nhân lên là như thế này. Rồi trên cái chòi mình dựng ở phần cuối của vườn chim là mình lắp camera và báo chuông báo trộm để phục vụ lượng chim cu gáy non và chim cu gáy khách toàn miền Bắc và anh em miền Nam, miền miền Trung, miền Tây. Đó. Sau lên cái chỗ tán cây kia là còn khoảng 40 mét nữa là dãy chuồng chim bố mẹ quý hiếm để chuyên sản xuất trứng dùng cho chim cu Pháp để chúng ta ấp vú nuôi. Để quý vị các bạn yên tâm khi có được cái thương hiệu như vậy, một phần cũng rất là tâm huyết từ bao nhiêu lâu nay ấp ủ. Đây là thiết kế vòi nước để cho chim uống nước. Đó. Khắp cái hai đường biên này là những vòi nước và đường điện rất là tự động, và một số những cái báo động cũng như những cái bẫy để phục vụ công tác an ninh. Và chuồng chó ở chỗ cây ổi đây, và chuồng chó, bốn chuồng chó dài khắp dọc, và thuê người cho ăn, chăm sóc và ngủ trông nom cái vườn chim. Mình không muốn nói là trang trại bởi vì đây là phát độ là một cây nhà lá vườn tự giác. Thế các anh em không hề, các anh em hề yên tâm khi mà cái lượng chim cu lon mình cung cấp ra thị trường hàng năm đến hàng nghìn nghìn con. Anh em cũng thông cảm, mình đăng cái này để các bác biết là cái thực tế kia, cái bác mặc áo xanh kia là bác công nhân, bác đang cho chó ăn. Đó. Thì anh em yên tâm khi mà tìm đến một đơn vị có cái tinh thần làm ăn lâu dài và nghiêm túc để phục vụ bà con cả nước. Đó, mình đã gây dựng nên cái ekip giao hàng qua xe khách và chuyển khoản cũng như là từ đầu đất nước đến cuối đất nước, thậm chí là có cả ra nước ngoài, nên các anh em hết sức là yên tâm khi mà tìm đến một cái trang trại, một cái vườn chim rất là ok với cái thái độ là gây dựng thương hiệu cũng như uy tín, chân thành với các bạn. Và đây là những cái địa bàn thuộc về nó hẻo lánh xa xôi lắm các bạn, rừng rú lắm. Ở đây thì chúng tôi gọi là rừng rú, nhưng khu đây là rắn rết, rồi những cái con động vật hoang dã nó vẫn quanh quẩn đây. Thì tới đây mình sẽ làm thêm hệ thống lưới thật cao để làm hệ thống an ninh nó tốt hơn. Đó. Thì trên cái kênh Chim Cú Gáy Hay, các bạn tham khảo tìm hiểu, mình đăng những cái clip hàng ngày hàng tháng, thì các bạn có thể là tham gia tìm cho mình được một chú chim ưng ý
cuối video, không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và chúc các bạn có được những chú chim hay. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở những video khác. Hãy đăng ký kênh của mình để đón nhận những video mới nhất. Thân ái chào tạm biệt.